Anh Nam thích nhóm nào? Thích nhóm nào? Không nghe nó lớn lên nè. À, bạn. Blackpink. Đúng không? Thế thì trong nhóm nhạc Blackpink có thích chị nào nhất? Chưa biết rồi, không này chưa biết. Thế có hát cho ba nghe bài của nhóm nhạc Blackpink nhé. Ok, 3, stand up. 3, 2, 1, go. Mấy khách đại âm thanh. Vô mạnh mẽ lên nè, chuẩn bị 3, 2, 1. Nè, hát nhạc Blackpink cho ba nè. Anh Kobe vô đây tiếp sức cho em. Nào chuẩn bị nha, ba đếm nè. 3, 2, 1. Ok, ba đi ra cho con xem phần chiếm sóng.